Sám hối văn sám hối nguyện số năm. Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin Phật từ bi nhiếp thọ chúng con, chứng minh chúng con sám hối phát nguyện bao nhiêu ác nghiệp chúng con đã làm mà đều bởi vô thể. Những tham sân si đồng thân miệng ấy mà phát sinh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà, tức căn bản sanh thế giới cực lạc, bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hành sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh nguyện cầu pháp giới. Anh thấy chúng sanh cũng được vãng sanh thế giới cực lạc.